Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay chúng ta lại bắt đầu cái ngày mới của chúng ta bằng một cái câu nói hay ở trong cái quyển sách này nha các bạn. Đó là cuốn này là cuốn 8789 cái câu nói, và nó rất là nhiều câu, cho nên rất là ngẫu nhiên. Mình sẽ không bao giờ biết được là cái câu mà tôi và bạn nhận được ngày hôm nay là như thế nào. Và nếu mà các bạn theo dõi cái kênh của tôi thì trong vòng 3 tháng vừa rồi, ngày nào tôi cũng chia sẻ cho các bạn một cái câu nói. Và đó là cách tôi bắt đầu cái ngày mới của mình. Cái phương pháp này thì tôi áp dụng từ năm 2009 đến bây giờ là 15 năm. Và tại sao tôi bắt đầu cái ngày mới của mình như vậy? Các bạn biết không, tôi có một cái khoa học về tâm lý học và nói là nếu như mà chúng ta bắt đầu một cái ngày mới của mình đúng cách và đúng phương pháp thì cái xác suất mà chúng ta có một cái ngày mà nó trọn vẹn, nó tươi vui này kia tới cuối ngày á là nó cao hơn rất là nhiều, thay vì chúng ta bắt đầu ngày mới của mình bằng cái sự bực bội, sự khó chịu, sự nhăn nhó này kia. Đó là cái cách mà chúng ta tiếp nạp cái năng lượng trong đầu ngày, đúng không? Đó. Thì nó có ba cái lý do mà tại sao tôi muốn bắt đầu ngày mới của mình như vậy. Đầu tiên đó là nó bắt mình phải suy nghĩ. Và cái suy nghĩ thì càng ngày nó càng xa xỉ, và càng lớn lên á, chúng ta rất là nhiều cái thứ phải bận rộn cái này kia, thì cái việc chúng ta dành thời gian để suy nghĩ nó trở nên ít hơn. Cho nên nếu mà đầu ngày, nếu mà có cơ hội, xác suất thì hãy áp dụng một cái gì đó để khiến chúng ta suy nghĩ. Đó là cái lý do đầu tiên mà tôi áp dụng cái phương pháp này. Cái lý do thứ hai á, đó là một ngày có bao nhiêu thứ nó sẽ xảy ra, đúng không? Bao nhiêu thứ nó sẽ xảy ra thì nó rất dễ làm cho chúng ta bị lạc trôi cái cảm xúc của mình, dễ giận dữ, dễ khó chịu, dễ bực bội, bởi vì những cái thứ nó xảy ra nó không có như cái gì mà tôi với bạn tiên lượng, như cái gì chúng ta mong chờ. Cho nên là khi mà nó không đúng ý mình, nó dễ bị đó lạc trôi cảm xúc. Thì khi cái chuyện đó nó xảy ra, tôi lại nhớ về cái câu nói mà tôi nhận được vào ngày hôm nay. Để làm sao để mà mình suy nghĩ lại về điều đó, mình cân nhắc về điều đó, cái câu nói đó nó giúp cho mình cái gì, nó đang gợi ý cho mình làm gì trong cái trường hợp như vậy. Và khi mà quay ngược lại và đưa ra cái quyết định của mình thì nó đã nguội lại rồi, nó chín chắn hơn, nó cân nhắc hơn, thấu đáo hơn. Nhưng cái thứ ba là cái sự ngẫu nhiên. Cái sự ngẫu nhiên như vậy nó cho mình cái tính, cái cảm giác là ok, hôm nay vũ trụ nó cho mình cái thông điệp gì ta, cho nên là mỗi ngày mình sẽ có một cái gì đó nó mới để mong chờ, để đón nhận. Đó là ba cái lý do tại sao tôi áp dụng nó từ 2009 đến bây giờ. Thì tôi hy vọng là các bạn cũng sẽ áp dụng nó, bởi vì nó hữu ích cho tôi thì nó cũng sẽ hữu ích cho các bạn, ok? Và chúng ta bây giờ cùng nhau số lô tô xem cái câu nói của ngày hôm nay là cái gì, ok? Wow, character matters more than reputation. Tức là trong vòng 3 tuần rồi, cái câu này nó các bạn thấy nó hay không? Tức là 8789 câu, mỗi câu là một khác nhau, mà trong 2 tuần 3 tuần gì rồi tự nhiên lại gặp lại cái câu này, lại gặp lại cái câu character is more important than reputation. Nghĩa là cái chất của các bạn, cái chất của tôi, cái chất của bạn, tính cách của tôi, cái tính của bạn nó sẽ quan trọng hơn rất nhiều so với lại cái reputation, là những cái gì mà người ta nghĩ về mình, người ta biết về mình, cái hình ảnh của mình. Bởi vì cái hình ảnh bên ngoài nó có thể được gọi là cosmetic, nghĩa là nó được trang điểm bởi nhiều thứ khác nhau, trang điểm về ví dụ như là áo quần tôi mang, giày dép tôi mang, đồng hồ tôi biết, điện thoại tôi dùng, cái đó, cái nghề nghiệp của tôi dạng như vậy. Người ta có thể thấy đó là cái reputation, đó là cái hình ảnh đó. Nhưng nó có thể ngụy trang được, nó có thể giả tạo được, nhưng mà cái tính cách ở bên trong đó, nó không là không không có giả tạo được đó. Và để mà chạy theo một cái con đường dài các bạn, chúng ta phải có được cái chất của mình, chúng ta phải có cái cốt cách của mình. Chứ còn những cái đồ trang sức đó, tới một lúc người ta cũng sẽ lột ra được hết, người ta sẽ nhìn ra được, nhìn xuyên qua được, à bạn là ai, tôi là ai, bạn như thế nào, tôi như thế nào, con người chúng ta ra làm sao. Và cho nên là cái việc mà tạo ra được cái character, cái cốt đó, nó đòi hỏi chúng ta phải nỗ lực hàng ngày để phấn đấu vươn lên, phấn đấu nhìn lại là tôi làm cái gì tốt, tôi làm cái gì chưa tốt, trong những cái gì tôi làm tốt làm sao tôi có thể làm tốt hơn, và trong những cái gì mình làm chưa tốt làm sao cho chúng ta có thể giảm bớt được cái điều đó.
Đấy. Tôi hy vọng là các bạn sẽ có cái phương pháp tìm ra cái giá trị mà các bạn đeo đuổi, là cái mục đích của các bạn đeo đuổi cái giá trị đó là cái gì, và đầu tư cho cái điều đó để từ đó nó tạo ra được cái gọi là cái character của các bạn. Đấy. Khi người ta nhắm mắt là người ta nghĩ về bạn, người ta sẽ nói ok, bạn là ai, bạn là người như thế nào và bạn làm cái gì. Ok, chúc cho các bạn có một ngày thật là tuyệt vời và hẹn gặp lại các bạn vào cái video của ngày mai. Ok.